Nguyên ngày nay chú trong phòng, má lo cho chú lắm. Tôi không cần ai lo hết. Má có thương tôi đâu mà lo. Má vẫn thương con mà. Chuyện gây áo, má giấu là vì má thương con, chứ đâu phải má muốn lừa gạt chị con đâu. Bây giờ mà chú đi là má buồn bực lắm đó. Ở lại đi. Má mà thương tôi đã không muốn vạch mặt tôi rồi. Chú Du, anh đừng có đạo đức giả nữa. Tôi gì đâu cũng không liên can tới anh. Chú Du, tránh ra. Chú Du, nghe tôi nói đã. Tránh ra. Tránh ra. À. Má nhìn nó đi. Nhìn cháu nội của má kìa. Nay nó cứng cáp rồi đó. Bắt đầu giống tạ con rồi. Má. Giống ai thì phải coi lại. Giấu gì thì cũng một nồi mà ra. Bà đúng là. Biết thầy về đây mở phòng thuốc vậy, em thấy quý thầy hơn. Với lại em cũng an tâm hơn nữa. Hồi trước mỗi lần lên thị xã, lòng dạ em không có yên, tại vì phải lo cho cha với này. Giờ thầy mở phòng thuốc gần nhà em vậy rồi, có gì cha em cần, cha em ghé nhà thầy cũng tiện. Hiện tại vùng phỏng cũng đã lành, nhưng các vết sẹo co kéo còn quá nhiều, nên cánh tay của cậu nhà khó lòng co duỗi được như lúc trước. Chính vì thế các ngón tay của cậu sẽ bị co rút vĩnh viễn suốt đời. Trải qua bể dầu bao trầm luân, kiếp sau sẽ rung rời. Phúc Lệ. Dạ. Tình yêu đôi khi không đủ lấp đi những tổn thương. Làm sao vậy? Anh à, bây giờ tóc dài. Mâu thuẫn gia đình lên đến cực điểm. Cái gì đây? Mày quần của rã là lớn tóc dân. Mày bước cổ đồ đi. Chính bà là bà đã bắt cóc con tôi. Cuộc sống nặng nề bế tắc. Em tưởng là nướng ơi, má con em cũng chết. Điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết trân trọng nó. Anh thương em nhiều lắm. Em thương thầy. Đón xem Dâu Bể Mùa Xưa 19:30 thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên HTV7.